Thông qua hình ảnh, tức là quan sát ấy, mắt quan sát, và cái thứ ba nữa là thông qua cái hệ thống. And generally, only two of those systems are able to maintain balance. Và thông thường and generally only two systems are necessary to maintain balance. Okay, only two. So if we take one system, like for example vision, so we will close the eyes, we may observe some problems or instability because there's lack of vision and some other problems. Và thông thường thì chỉ cần để mà duy trì được cái sự cân bằng ấy, thì chỉ cần hai trong ba cái hệ thống bên trên thôi. Nhưng mà nếu như mà ví dụ như là khi mà cái thông tin về mặt hình ảnh mà chúng ta mà bị loại bỏ đi, tức là ví dụ như là khi chúng ta nhắm mắt lại ấy, thì có thể sẽ gây ra cái sự mất cân bằng, bởi vì khi đó thì chúng ta sẽ thiếu cái khả năng nhìn đấy, và nó sẽ thể có thể gây ra là mà suy yếu đi cái khả năng cảm nhận của chúng ta, nên là cái khả năng mà gây ra cái sự mất cân bằng là rất là lớn. Yes. Okay. Okay. So now, first, okay. So generally, this is a movement, a sway. Somebody is standing and just swaying in the place, usually more in a sagittal direction. Okay. Second is hip. Okay. So not to fall down, we bend our body. Yeah. That. Yeah. Và các cái cơ chế mà để duy trì cái sự ổn định, cái sự ổn định của cơ thể ấy, thì sẽ có một số các cái cơ chế như sau. Thứ nhất là cái cơ chế đầu tiên là gọi là chúng ta chỉ cần lắc lư chân, chúng ta giữ nguyên, chúng ta chỉ cần lắc lư người thôi ạ, là đã có thể giúp cơ thể của chúng ta cân bằng rồi. Hoặc là cái cơ thể thứ hai đó là cái tư thế gọi là cái cơ chế vùng hông ạ. Tức là khi mà chúng ta uốn người về phía trước hoặc là uốn người về phía sau đấy ạ, thì cái động tác đó cũng làm giúp cho cơ thể chúng ta giữ bằng rồi, mà chúng ta không cần phải di chuyển cái vùng phần chân, không phải bước đi đấy ạ. Đấy thì với hai cái cơ chế này là có thể. And the last is step. Okay, so not to fall down, we are generally making a step with one foot forward or to the back. Và cái cơ chế cuối cùng để mà chúng ta không ngã, đó là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải bước một chân về phía trước, giữ cái cân bằng cho cơ thể. Okay, so now how we use this information in tests and parameters. We will talk about this test more with every platform, and this is just a quick look through parameters. Okay. Yes. Và bây giờ thì bà sẽ giới thiệu một số các cái thông số khi mà chúng ta có sử dụng các cái thiết bị để chúng ta có những cái bài test ạ. Thì khi có các cái bài test như vậy thì sẽ có các cái thông số, vậy thì chúng ta sẽ xem chúng ta sẽ đọc các cái thông số đấy như thế nào để mà đánh giá được. Yes. So for test, usual time is 20 to 60 seconds. The foot position is some time discussed for stabilometric platform, so like Alpha, we usually feet together, or eventually 45 degrees rotation, and eventually heels together. But then we must remember it's more difficult to perform. Okay, so both is okay. This is okay. This is okay, and this is also okay. Yeah. Và với các cái bài kiểm tra này thì thời gian kiểm tra sẽ kéo dài từ khoảng 20 đến 60 giây. Và ở trong các bài kiểm tra này thì vị trí của bàn chân ấy, thì có một số các cái vị trí mà có thể sử dụng được, ví dụ như là hai bàn chân đặt song song với nhau, hoặc là có thể là đặt chách nhau 45 độ, hoặc là có thể là chỉ cần cái phần gót sát vào nhau thôi ạ, thì còn hai cái phần bàn chân là sẽ xòe ra hai bên như thế này. Đó thì có rất là nhiều các tư thế mà có thể sử dụng trong các cái bài test này. Yes. For stabilometric platform, it's also important how to place the patient on the. It use the center of platform should be 3 to 5 centimeters
in the front of medial ankles. Yeah. There is on the alpha, there is special blue line on this. Và cái cách đặt để bạn bệnh bệnh nhân đứng ở trên các cái bệnh. Okay, so blue line on the level of medial ankles. Yes. Okay, khi mà để đưa bệnh nhân đứng ở trên các cái bệ test ấy, thì cái việc đặt chân ở vị trí nào cũng rất là quan trọng. Thì thường là với các cái thiết bị như là alpha và gamma thì đều có các cái vạch để hướng dẫn bệnh nhân đứng ở cái vị trí cho nó đúng. Và những cái vị trí này thì cách cái mắt cá phía trước từ 3 đến 5 cm ạ. Yes. And one parameter, because some others we will talk directly with the platform, is fast Fourier transformation. So what it is? It's generally frequency analysis. So this this parameter shows us what are the most common frequencies or of change of the direction of the body in AP, which is anterior posterior, so front back, and ML, so medial. Yes. Vâng, và cái chỉ số đầu tiên là cái chỉ số FFT ạ. So cái chỉ số này FFT is the parameter that informs có vẻ như là đường truyền hơi có vấn đề một chút ạ. Excuse me. This is Bogoslava. Tuyển ơi, có nghe thấy rõ chị không? Em nghe rõ chị ơi. Chị không nghe thấy chuyên gia thôi đúng không? Vâng ạ. Vâng, chắc là đường truyền của chuyên gia hơi có vấn đề một chút. Thì em xin phép được giải thích về một chút về cái chỉ số FFT này ạ. Thì cái chỉ số này thật ra nó là một cái giá trị, nó là cái phân tích cái tần số thôi. Và cái số này nó cho chúng ta thấy điều gì ạ? Cái chỉ số này sẽ cho chúng ta biết được là các cái tần số mà phổ biến khi mà cơ thể của bệnh nhân là đổi hướng, ví dụ như là di chuyển ra trước, ra sau, hoặc là di chuyển sang hai bên, thì cái tần số mà nó thay đổi, mà nó phổ biến nhất đó là cái tần số nào, thì cái chỉ số này nó sẽ cho chúng ta biết. Mrs. Bogoslava, can you hear? Bộ phận kỹ thuật bật mic của chuyên gia lên giúp mình với. Yes, hello. Please turn on your speaker. Yes, okay. You hear me and you see my presentation? Yes, I can. Yeah, let's go. So generally, how to interpret this FFT? Generally, lower frequency, lower FFT means greater area and greater speed, so lower stability. Okay. So it also might be used to discuss and or analyze the reaction and frequency system, which reaction or which reference system is dominant. And the most common value is 2 to 5. And these are usually considered to be the physiological or normal one. Và cái chỉ số này thì nó thể hiện là nó sẽ được phân tích như thế nào ạ? Tức là cái tần số mà càng thấp thì có nghĩa là cái vùng hỗ trợ nó càng tốt và cái tốc độ nó tốt, và cái độ ổn định thì nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên thì nó không phải là lúc nào nó cũng đúng như vậy, mà khi mà mình xem xét cái chỉ số này thì mình có thể hiểu rằng là cái phản ứng của cơ thể nó phản ứng nào nó chiếm ưu thế, đúng không ạ? Và khi với các cái giá trị tần số từ 2 đến 5 thì sẽ được coi như là các cái giá trị bình thường, tức là ở mức bình thường, tức là từ 2 đến 5 ạ. Yes. Okay. So this was the very very theoretical input. Do you have questions regarding this part? Yeah.
À, vâng, và vừa rồi là một số các cái khái niệm khá là cơ bản trong về vật lý, thì không biết là các anh chị có câu hỏi gì liên quan đến cái phần thuyết trình vừa rồi không ạ? Vâng, nếu mà anh chị có câu hỏi thì có thể gõ vào ô chat, thì em sẽ phiên dịch lại cho chuyên gia. Còn nếu mà chúng ta không có câu hỏi nào ngay bây giờ thì em sẽ xin phép được chuyển sang cái phần thứ hai, là phần giới thiệu về alpha, thiết bị tập thăng bằng. Yes, at the moment we have no questions, so we can start with the alpha presentation. Mm-hmm. Okay. A presentation about alpha. Yes? Yes. Okay, so alpha is a standard form. It is used for assessment and training of balance, re-education of balance and posture, training of proprioception, and it might be both used in static and dynamic conditions. Excuse me, we cannot see your presentation now. No? Okay. Yeah, we cannot. Yeah. Try again. Yes. Yes. Các anh chị có nhìn thấy cái phần slide của chuyên gia không ạ? Nếu anh chị có nhìn thấy thì gõ số 1 vào ô chat giúp em nhé. Yes, I think everybody can see your presentation now. Yes, okay, you can start. Okay, how it works. In each corner of the platform, there is located... Excuse me, can you start with the first slide? First slide, yeah. Now, yes, we start again because we cannot see this slide before. Okay. So alpha is used for assessment, balance, re-education of and posture, training of proprioception, and it might be used in static and dynamic conditions. Đây là thiết bị alpha, là thiết bị tập thăng bằng. Thì thiết bị này sẽ có 4 đặc điểm. Thứ nhất là dùng để đánh giá cũng như là tập luyện cái khả năng thăng bằng của cơ thể. Cái thứ hai là tập thăng bằng cũng như là tập cái tư thế cho bệnh nhân. Cái thứ ba đó là tập cái khả năng cảm thụ và phản ứng của cơ thể. Buongiorno. Yes, Alex. Và cái thứ tư là có thể là tập ở trạng thái tĩnh hoặc là trạng thái động. Yes, next slide please. Okay, so how alpha works? In every corner. Mi ripete il suo nome. Sorry. Alessandro. Alessandro. Guardo. Yes. What do you want to say? What do we want to share? Alex. I think he doesn't know that he is. Io telefono ho un chiamato Fabio Costa che chiede di parlare con chi si occupa dei rapporti. I will take us and him a message. Va bene, dico di richiamare Benedetto. Bene, grazie. Ciao. I don't speak Pronto? Italian. Yes, me too. Io ha parlato con me ieri, ora mi ricordo. Purtroppo. Non c'è nemmeno Excuse oggi, me? Quindi non so, provo a chiamare lunedì, io non so cosa, chi passarle. Alex, excuse me, Alex, can you hear? Grazie. I'm Grazie. Calling on WhatsApp. Yeah. Bộ phận kỹ thuật có thể giúp mình tắt cái micro của Alex đi được không ạ? Okay, yes. Yes, okay. Okay, I continue. Yes. So how alpha works? There are 4 sensors, one in every corner. Okay, so these 4 sensors are measuring our center of pressure, and that's why what it is. So alpha measure
Center of pressure and the sampling rate is 62 hertz. Ah, yes, okay. Và thiết bị alpha này thì hoạt động như thế nào ạ? Thì thiết bị alpha này được trang bị bốn cái cảm biến về lực ở bốn góc của cái phần bệ ạ. Và những cái cảm biến này sẽ đo cái tâm lực mà tác động lên các cái tấm lực đó, và cái chỉ số lấy mẫu là cái tốc độ lấy mẫu là 62 Hz ạ. Yes. We call alpha a neurological platform. Why? Because it's thin, so there's easy entry. There are implemented neurological tests, so the tests that usually are done by a neurological doctor, and the measurement is based on center of pressure. Yeah. Và chúng tôi gọi alpha là cái thiết bị đo lường thần kinh. Vì sao? Bởi vì đây là cái thiết bị rất là dễ để sử dụng, cũng như là thực hiện các cái bài kiểm tra thần kinh và đo lường các cái chỉ số dựa trên cái khái niệm là center of pressure, tức là khái niệm tâm lực ấy. Yes. Mm-hmm. Okay. Oh, sorry. So this is what we've been talking, okay? That there are three information: vision, proprioception, and vestibular to keep the equilibrium. We need only two, and when the lack one is taken out, like you close the eyes, you might observe if there is any problem. Yeah. Well, và như cái khái niệm về cái sự cân bằng, thăng bằng đã được giới thiệu ở trước đấy rồi. Tức là cơ thể chúng ta sẽ có cái xu hướng là duy trì cái sự cân bằng thông qua ba cái yếu tố, ba cái hệ thống. Thứ nhất là cái khi mà chúng ta, tức là thông qua vị gọi là mắt nhìn đấy ạ, đúng không ạ? Cái thứ hai là thông qua các cái cảm thụ cảm của cơ thể, và cái thứ ba là thông qua hệ thống tiền đình. Và chỉ cần hai trong ba cái hệ thống này là có thể là giúp chúng ta giữ thăng bằng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta thiếu cái, chúng ta không thể nhìn thấy, ví dụ khi chúng ta nhắm mắt lại ạ, thì nó sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể giữ được thăng bằng. Yes. Mm-hmm. We also talked that on alpha, which is a stabilometric platform, it is also important the position of the patient, okay? So here, standing with his feet apart in parallel position, but what is important, there is blue line on the platform, and this blue line should be on the level of medial ankle. Yeah, okay. Vâng, và vừa nãy chúng ta đã có đề cập đến cái việc là cái vị trí đặt cái bàn chân của bệnh nhân nó là rất quan trọng khi mà chúng ta thực hiện các bài test. Đấy thì như anh chị có thể nhìn thấy ở trên hình ảnh đấy ạ, tức là chân của bệnh nhân thì để ở trong cái vùng được xác định là các cái đường màu xanh ở trên bệ, và các cái đường này thì nó sẽ giới hạn cái vùng mà chúng ta cần chân lên. And thanks to yes. Okay, and thanks to this position, the central of mass is located down on the platform as a center of gravity, and it gives our center of pressure, which we see as this green dot, and it is right in the center with the platform. Yeah. Và khi mà bệnh nhân đứng ở cái vị trí này á, thì một các cái điểm là cái COM, tức là cái khối tâm, thì nó sẽ cùng trục với cả cái trọng lực, và nó sẽ cùng với cái điểm là cái điểm tâm lực được kẻ sẵn ở trên cái màn hình, anh chị có thể nhìn thấy. Và với cái tư thế này thì ba cái điểm đó nó sẽ thẳng hàng với nhau ạ. Yes. Okay. Yeah, this is this blue line I told you about. It should be at the level of medial ankle. And while we position the patient, we have every time the possibility to note the position of the heel and toes. We don't have to do it. We not. Sorry. Yeah.
So, for example, that if we position the patient on the platform, we should note that the position of the heel is, for example, 4H. Mm-hmm. Yeah? Yes. Yeah. And position of the toes is 15 degrees. Yes. Okay. Vâng, và trên cái bệ lực này thì sẽ đã kể những cái giá, đã kể những cái đường và có những cái giá trị ghi rất là cụ thể rồi, và khi đưa bệnh nhân đứng ở trên cái bệ này thì chúng ta có thể xác định được cái vị trí của gót chân bệnh nhân là ở đâu và cái phần mũi chân cái là ở đâu. Ví dụ như là trong hình ảnh ấy, thì có thể anh chị có thể nhìn thấy là cái gót chân của bệnh nhân sẽ ở vị trí 4-10 và cái mũi chân ở vị trí là khoảng 15 độ. Yes. And as I said, it's necessary with the training, but it is very important with test, because every test should be performed in the same position to be competitive. Yes. Vâng. Và tại sao cái việc là ghi lại cái vị trí của chân của bệnh nhân lại quan trọng, bởi vì là cái giá trị này nó rất là quan trọng khi mà mình sử dụng các cái bài test, bởi vì khi thực hiện các bài test thì các cái vị trí chân của bệnh nhân là phải được giữ nguyên. Các cái lần nhau thì vị trí phải được giữ nguyên thì mới có thể đánh giá được cái sự thay đổi trong cái tình trạng của bệnh nhân. Yes. Okay, so first test that we may make on a platform is Romberg test. This test helps us to assess static balance without visual control. So generally, if we are able to stand with our eyes closed. Yes. Vâng, và cái bài test đầu tiên thì có tên là Romberg test. Thì cái bài test này sẽ đánh giá cái khả năng thăng bằng ở trạng thái tĩnh, và ở cái bài test này thì khi đó là mắt của bệnh nhân là nhắm, tức là phải nhắm mắt lại chứ không được mở mắt ạ. Yes. So we are able to evaluate, or especially that caused by a problem with proprioception involving information about the location of the joints of the body. But this test might be also used as the follow-up assessment of the patient, like before the therapy and after the therapy. Vâng. Và cái bài test này là để đánh giá cái sự mất thường sử dụng cho những bệnh nhân mà có những cái rối loạn về cân bằng hoặc là cái phối hợp giữa các cái cơ kém ấy, thì rất là hay sử dụng cái bài test này để đánh giá. Và cái mục đích của cái bài test này là để chẩn đoán các cái rối loạn về cảm thụ của bệnh nhân này, hoặc là các cái rối loạn ở trong cái tư thế gây ra bị mà có nguyên nhân là do những cái rối loạn ở trong cái việc cảm nhận, cũng như là liên quan đến cái việc là không thể nhận biết được vị trí của các khớp. Cái thứ hai nữa là cái kết quả của bài test này có thể được sử dụng để đánh giá cái hiệu quả của quá trình tập luyện của bệnh nhân, nên là có thể sử dụng cái bài test này trước và sau cái quá trình trị liệu của bệnh nhân. Okay. Yeah. So how to make the test? First we ask the patient to step on the platform for 60 or 30 seconds. Yeah. We make the test, so we ask the patient to stand still for this time. Mm-hmm. We measure this test, like a test, and afterwards we ask the patient to keep the same position, nothing change, and close his eyes. Mm-hmm. And we do measurement in the same position for the same time, so approximately 30-60 seconds. Và cái bài test này được thực hiện như thế nào ạ? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đưa bệnh nhân đứng ở trên cái bệ đó và yêu cầu bệnh nhân đứng ở tư thế thẳng, mở mắt và sẽ đo các cái chỉ số, và sau đó giữ nguyên tư thế như vậy trong vòng 30 đến 60 giây. Và sau khi đã đo lần đầu tiên với khi mà mở mắt như vậy rồi, thì đến lần thứ hai là chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân giữ nguyên tư thế và nhắm mắt lại. Và chúng ta cũng đo trong vòng 30 đến 60 giây. Yes. Mm-hmm. So what we are measuring during this time is the idea, is the difference between the path with eyes open and eyes closed. The longer, the greater area it is, the bigger problem the patient has. But there is
but the path that is not a standard value. Yeah. Vâng. Và chúng ta đo lường như thế nào? Tức là sau khi chúng ta có đo các cái giá trị của bệnh nhân, các giá trị của bài test ở hai cái trạng thái là nhắm mắt và mở mắt rồi ạ, thì khi đó chúng ta sẽ so sánh được là cái, ví dụ như là cái tốc độ này, rồi là cái quãng đường khi ở hai trạng thái như thế là có cái sự khác nhau như thế nào. Và khi có cái sự khác nhau như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá được cái sự khác nhau giữa giá kết quả của hai bài test ạ. Yes. But what is standard value? It's Romberg index. This is the comparison of center of pressure with eyes closed to eyes open. And yeah, we get a value. If... Thank you.